Anh Tùng ơi, em vừa nhuộm tóc chưa được một tuần thì dũi có sao không ạ? Cái này tùy thuộc vào chất tóc của em nha, và cũng phụ thuộc vào tay nghề của thợ và sản phẩm. Nếu như em vừa nhuộm xong mà muốn rũi thì phải đảm bảo chất tóc của em vẫn còn khỏe mới có thể rũi ngay sau vài ngày nhuộm, và sử dụng những sản phẩm dưỡng nhiều như phục hồi để không ảnh hưởng đến tóc. Còn nếu tóc em yếu thì nên để tóc nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc tóc sao cho chất tóc được cải thiện và khỏe hơn, sau đó mới rũi để đảm bảo tóc không bị hư và phai màu. Vì vậy các bạn nên rũi tóc kỹ càng trước và sau khi sử dụng dịch vụ hóa chất, bởi việc làm hai dịch vụ hóa chất gần nhau sẽ làm cho tóc mình tổn thương đó. Vì thế câu trả lời sẽ là phụ thuộc vào chất tóc của mỗi người. Nếu các bạn có thắc mắc hay đặt câu hỏi tại Story Insta hoặc có thể call for em để được tư vấn chi tiết nhé. Anh Tùng ơi, cho em hỏi before em sử dụng kỹ thuật nối tóc nào và giữ được bao lâu ạ? Hôm nay mình sẽ ra thắc mắc về before em sẽ sử dụng những dịch vụ nối tóc nào và thời gian sử dụng sẽ được bao nhiêu lâu. Nối lông vũ chính là phương pháp khách hàng đã lựa chọn với ưa chuộng tại For Em. Ưu điểm của nối lông vũ giúp bạn nhẹ đầu một lối nhỏ, tránh rối, tránh rụng. Nối vũ của For Em sẽ có kỹ thuật và tay nghề chắc chắn. Sau khi nối xong sẽ giúp bạn không bị ngứa và đau đầu trong lúc nằm ngủ. Gội sấy cũng đơn giản. Lưu ý, nối tóc thường sẽ dựng từ 2 đến 3 tháng. Sau khi trên tóc dài, bạn sẽ tháo và nâng lại một nối. Nếu bạn còn gì thắc mắc, hãy đặt câu hỏi ở Story hoặc đến For Em để tư vấn trực tiếp nhé. Anh Tùng ơi, có bạn hỏi một khóa đào tạo học viên bên mình giá bao nhiêu ạ? Học phí tại For Em Academy từ cơ bản đến nâng cao đang có giá là 50 triệu. Nếu em đăng ký và đặt cọc trước sẽ được giảm 40%, chỉ còn 30 triệu. Khóa học này em sẽ được tặng một bộ đồ nghề và hỗ trợ toàn bộ hóa chất uốn ép nhuộm, được cung cấp các trang thiết bị máy móc trong quá trình thực hành tại salon. Nếu các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi tại Story, họ có thể qua For Em Academy để tư vấn trực tiếp nhé. Anh Tùng ơi, có bạn hỏi có kiểu máy nào dành cho mặt tròn, trán bị bò liếm không ạ? Đối với trán bò liếm thì mình nên để máy bay phủ xuống nha. Nó sẽ giúp em che được phần bò liếm và làm mặt mình nhỏ hơn nha. Điều này sẽ giúp em cân đối khuôn mặt hơn. Tuy nhiên, để có được kiểu tóc khắc phục được khuyết điểm của mình thì em nên đến For Em. Các bạn sẽ tư vấn cho em một cách kỹ càng để có được một mái tóc vừa và đẹp nhất. Nếu các bạn có thắc mắc hay là câu hỏi tại Savannah Inta hoặc qua For Em để được tư vấn trực tiếp nhé.